Tao nè, bắt tôi đi. Tôi bị đồ có được ra. Cảm ơn cô. Hi. Hôm nay Zenta và Linh Miu đã quay trở lại. Và hôm nay thì Zenta muốn quay trở lại tuổi thơ một chút xíu ký ức nào đó về trò chơi kéo sóng lên bờ. Và yêu cầu Linh Miu phải chơi chung với chúng ta. Không. Chơi không? Chơi không? Nhưng mà chơi cả Pinky, chơi xong rồi chơi cả Mina, bắt chơi cả Linh Miu. Bây giờ chơi không? Chơi tao xóa à, tao xóa người YouTube mà tao xóa à. Tao xóa nè, tao xóa liền nè. Tao xóa à. Chơi không nè, tao xóa. Phải chạy từ đầu đi đỡ mất công. Giờ sao chơi chưa? Chơi. Rồi. Rồi đó bây giờ nè, bây giờ nè cái chiếu đây là cái bờ này phải chưa? Nếu nào lọt xuống đây bị cái con sói nó bắt được á là coi như là thua. Vậy là chơi cá sói lên bờ hả? Không, cá sói lên bờ. Mày hay lắm. Mày nhưng mà có một cái chiếu thôi. Một cái chiếu thôi. Ai lọt ra khỏi cái chiếu này thì bị bắt thôi. Chiếu này nó to quá. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu. Giữ tay nào. Sói ơi sói, cho đây mà bắt ta đi nè. Sói ơi. Đâu? Ôi sói kìa. Sói ơi. Chùm ngựa. Vui cho thôi, vui thôi hả? Mặt cho nó bụi thì cho nó chết đó. Vui thôi. Giờ có sói đâu. Thôi, đi tìm đi. Đi. Sói ơi. Mày khùng lắm. Con mẹ đang rồi à. Sói ơi, mày đâu rồi? Sói đi thôi. Sói ơi, Mày làm gì?
Thôi giờ mình kiếm chỗ ngủ đi mọi người. Cho tình nghi con sói nó bắt xe buýt nó đi xuống đoạn 55 bắt xe số 11 xuống suối tiên có tắm rồi. Trời ơi, thôi giờ mình nghỉ ngơi. Giờ mình nghỉ rồi, mình kiếm chỗ nghỉ ngơi đi mọi người ơi. Mình kiếm chỗ nghỉ ngơi đi. Tắm biển đi mọi người. Hai ra tải cơ đi Vũng Tàu chơi chứ. Tắm biển đi bán xà nè. Vũng Tàu.